Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tương xứng với từng hành vi vi phạm từ 700.000 đồng đến 1 triệu 400.000 đồng đối với các thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy rồ ga gây mất an ninh trật tự. 10 thanh thiếu niên bị xử phạt với các lỗi vi phạm như tự ý thay đổi máy, đặc tính, hình dáng, kích thước, kiểu xe, không gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và không có giấy phép lái xe. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Bình Minh phối hợp cùng đội cảnh sát hình sự và công an xã Mỹ Hòa nhanh chóng bố trí lực lượng ngăn chặn xử lý hàng chục thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe rú ga, nẹt bô gây mất an ninh trật tự tại khu vực ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã tạm giữ 30 xe máy các loại đã thay đổi kết cấu xe. Qua làm việc, các thanh thiếu niên trên đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.